Đúng là xuân Mỹ. Trái quá chừng trái luôn. Chỉ có một cây thôi mà mỗi nhánh là bao nhiêu trái? Và cái nhánh này nó chuẩn bị ra ra mấy mấy nhánh con, ba nhánh con gần trái con. Ở đây có hai trái đường chính, cái này là mai bẻ được rồi. Bên trong ruột màu đỏ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình quay qua cây sung này. Cái sung này nhìn vô là thấy mê. Hồi mà nó lúc mà nó mới ra trái á, là nó đỏ giống như vậy nè. Rồi sau đó bắt đầu nó chuyển nó, cái màu nó nhờ nhạt bớt, chuyển sang màu xanh xanh xanh. Rồi xong rồi cái đó khi mình nó gần chín đó, nó giống như trái này à, rồi bắt đầu nó chuyển sang cái màu đỏ này, rồi bắt nó chuyển dần dần ha. À, đây là đỏ chín hơn thì nó chuyển sang màu mà mặn như vậy nè. Thì bữa nay nó chín được bốn trái, nhưng mà cái này tầm ngày mai nó mới bẻ được. À, cái cành nó, cái cuốn trái nó rủ xuống vậy nè. Khi mà nó rủ xuống chút xíu nữa, rủ xuống nữa là lúc đó nó mới ngọt. Còn mình không hái là nó tôm mặt ra luôn. Lúc mà còn còn non á thì nó thẳng đứng vậy. Còn mai nó phải già, xong cái nó già xuống, bắt đầu nó lưng đó.